Trong tập 9, chị đẹp đạp gió rải sóng nhóm Emily gồm các thành viên Lệ Quyên, Hồng Nhung, Huyền Baby, Trang Pháp giành chiến thắng công diễn 3 khi nhận được phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả. Mới đây, phần tập luyện của đội Emily cũng được hé lộ với người hâm mộ khi cảnh hậu trường ràng vũ đạo của đội Emily lên sóng. Không ít người quan tâm đến thái độ của diva Hồng Nhung với đồng đội. Nguyên do là bởi trước đó, chị Đại từng bị Lệ Quyên đuổi khéo không muốn về chung trong một nhóm với lý do nhảy rất cực sang đội này là phải tập 10 ngày liên tiếp. Đến khi diva Hồng Nhung hứa sẽ luyện vũ đạo theo lịch trình cả nhóm, Lệ Quyên mới hào hứng để đàn chị vào đội. Trong tập phát sóng mới đây, Hồng Nhung đã giữ đúng lời hứa của mình khi có mặt trong các buổi tập cùng nhóm. Chị Đại còn nhắc đến chiêu của Lệ Quyên khi muốn mình đến nhà luyện vũ đạo. Tôi nói xấu sau lưng Lệ Quyên một tí nhé. Em ấy nói tôi, ôi bác bóng, tên thân mật của Hồng Nhung ơi. Tối sang nhà em ăn cơm. Tôi sang nhà Lệ Quyên là thấy Emily đứng trước gương rồi. Các em dụ tôi rằng, bác ơi chúng ta nhảy với nhau một chút rồi hẳn vào ăn cơm. Bóng cảm ơn em, Lệ Quyên. Em đã lừa bác cho nên bác mới làm được một công nhảy điên loạn đến như thế. Nhưng bác cũng biết được rằng công lực của bác Bóng cũng còn ghê gớm và dẻo dai ra phết. Trong bài đăng trên trang cá nhân trước đó, Lệ Quyên vẫn dành nhiều lời khen cho diva Hồng Nhung. Công này bé Bóng Hồng Nhung của tôi quá dũng cảm khi dấn thân trải nghiệm cùng chị em tôi. Cả nhà lúc nào cũng lo cho bé, mong manh yếu đuối thôi chứ bé làm gì cũng giỏi xuất sắc. À mà thưa cả nhà, chị Đại của chúng tôi sau những ngày tháng triền miên lê lết, có lúc nằm bẹp dưới sàn tập thì nay mê nhảy rồi ạ. Có thể thấy càng về cuối chương trình, chị đẹp đạp gió rải sóng càng nóng dần lên. Sau khi kết thúc vòng công diễn 3, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh kết quả. Mới đây, chị đẹp Uyên Linh cũng chia sẻ một bài viết dài để cảm ơn tất cả các thành viên nỗ lực tạo nên một tiết mục ở vòng công diễn 3. Việc chia phần hát với Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Lindy, việc Lan Ngọc đảm nhiệm phần K-Visual ra sao? Có thể thấy Uyên Linh dành thời lượng rất dài của bài viết để ghi nhận sự nỗ lực của cả team trong vòng công diễn 3. Tuy nhiên, chia sẻ ở cuối cùng bài viết cũng thể hiện nhiều trăn trở suy tư của nữ ca sĩ khi tham dự chương trình. Uyên Linh bày tỏ sự tiếc nuối khi ở trailer giới thiệu tập chín, gần như tất cả những phần đinh của tiết mục đã bị hé lộ, dẫn đến việc khán giả mất đi sự bất ngờ. Có một điều hơi tiếc đó là trailer trước tập chín đã để lộ phần lớn những đoạn visual đắt giá của tiết mục. Vì sao? Chứ không thì có thể mọi người sẽ còn wow hơn nữa, thôi hoan hỉ. Qua đó, Uyên Linh cũng đề cập trực tiếp đến việc có sắp xếp đến từ chương trình. Tuy nhiên, Uyên Linh vẫn bình thản đón nhận và cho tất cả nằm ở số mà thôi. Cụ thể cô biết, việc phải chia tay chị Thanh Ngọc và Khổng Tú Quỳnh khiến mấy chị em buồn lắm. Âu cũng là duyên số, đâu đó có nói, có sắp xếp. Nhưng ngẫm ở đời, dẫu cho có sắp xếp gì đó đi nữa thì tất cả đều là số cả thôi nhỉ, hoan hỷ tiếp nào. Chia sẻ của Uyên Linh không phải không có căn cứ khi khán giả ngày càng đặt nhiều nghi vấn về tính minh bạch của kết quả các vòng công diễn, về số lượt vote của 357 khán giả nữ có mặt tại trường quay. Bên cạnh đó, nghi vấn thiên vị cũng đang bủa vây lấy chị đẹp đạp gió rải sóng mùa đầu tiên, khiến một chương trình được đánh giá rất hay và mang tính chữa lành như ban đầu được nhà sản xuất thông báo nay phải đối diện với không ít drama hồ nghi.